Cô Phương Trang và các em học sinh của trường Việt ngữ Huyền Quang thuộc Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin chào các bạn nhỏ của đài BYN TV 57.3. Xin chào các bạn. Các con có biết trái này trái gì không nè? Trái bầu. Dạ, trái bầu. Giỏi quá. Hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện Quả Bầu Tiên. Ngày xưa, có một chú bé nghèo rất tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người và mọi vật quanh mình. Vì thế, chim chóc rủ nhau về làm tổ quanh nhà chú. Một hôm, có con cáo tới bắt chim. Một con én non nớt bị rơi xuống đất, gãy cánh. Chú bé vội vàng lao tới cứu chim non. Chú vỗ về nó, cho nó ăn và làm tổ cho nó. Chú bé chăm sóc tận tình nên én đã khỏi đau. Mùa thu đến, từng đàn chim én rủ nhau về phương Nam tránh rét. Én con nhìn theo phân vân, nửa muốn theo đàn, nửa không muốn rời chú bé. Chú bé hiểu lòng chim nên bảo, em cứ bay theo đàn đi, kể mùa đông lạnh lắm. Mùa xuân đến, én về cùng anh. Chú bé tung chim én lên trời, én con nhập đàn vui vẻ. Nhưng nó vẫn không quên chú bé đã chăm sóc khi nó gặp hoạn nạn. Em cứ bay theo đàn đi, kẻo mùa đông lạnh lắm, mùa xuân ấm, án về cùng anh. Mùa xuân tươi đẹp đã đến, án tìm về ngôi nhà lá đơn sơ. Nó vui mừng khi thấy chú bé ngồi đang sọt giữa sân. Chim én xà xuống, thả trước mặt chú bé một hạt bầu. Chú bé đem hạt bầu trồng sau nhà. Hạt bầu nảy mầm thành cây, cây bầu lớn nhanh như thổi. Thật kỳ lạ, có một quả bầu to khổng lồ, phải cả nhà chú bé xuống vào mới khiêng nổi. Khi bổ quả bầu ra, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy trong đó toàn vàng bạc châu báu và thức ăn ngon. Có một tên địa chủ tham lam, nghe được chuyện đó, hắn bắt một con chim én bẻ gãy cánh và vờ thương xót đem về nhà nuôi. Khi đàn én đầu tiên xuất hiện, hắn vội vàng ném chim én lên trời và bảo, bay đi én con, bao tìm hạt bầu tiên về đây cho ta. Mùa xuân đến, én con cũng quay về và thả trước mặt tên địa chủ một hạt bầu. Tên địa chủ hí hửng đem hạt bầu trồng sau nhà và ngày đêm canh giữ. Khi quả bầu đã già, hắn cho người khiêng về nhà. Hắn đuổi mọi người ra, khóa chặt cửa và một mình mổ quả bầu. Từ ruột bầu, rắn rết bò ra, cắn chết tên địa chủ tham lam độc ác. Rồi các con nghe câu hỏi nè. Khoa, quay nghe câu hỏi nè. Qua câu chuyện cô vừa kể, các con cho cô biết nhân vật nào trong câu chuyện mà các con cần phải học hỏi và làm theo nè. Cô mời Hồng Nhi. Dạ. Là
bầu. Đúng rồi, vỗ tay khen bạn con. Tại sao chúng ta cần phải học theo chú bé nghèo tốt bụng vậy con? Cô mời Vũ. Dạ, vì chú biết giúp đỡ chim non khi chim bị rơi xuống đất dễ cánh. Đúng rồi, hay quá. Thế không, chúng ta cần phải biết giúp đỡ cu mang những người gặp hoạn nạn nha con. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Như vậy, khi các con mà ra đường chơi, các con gặp bạn té, thì các con phải làm gì nè? Ai biết? Cô mời Tố Nhi. Dạ, con sẽ chạy lại. Con đỡ bạn lên, con hỏi bạn có bị sao không? Giỏi quá, vỗ tay khen bạn nè con. Cũng qua câu chuyện cô vừa kể, nhân vật nào trong câu chuyện mà các con cần phải tránh xa và không được làm theo nè? Cô mời Hiếu. Dạ, là tên để chủ tiên làm bạn đó. Giỏi lắm. Tại sao chúng ta cần phải tránh xa tên địa chủ vậy con? Cô mời Ngọc. Dạ, vì tên địa chủ rất là hung ác và bắt và bẻ gãy cánh của chú chim non. Giỏi. Tên địa chủ hung ác như vậy thì cuối cùng bị gì vậy con? Dạ. Bị định tội vì rắn rết cắn chết. Đúng rồi. Các con biết không, ông bà ta thường dạy là gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Nghĩa là nếu chúng ta biết ăn ở hiền lành, biết giúp đỡ những người xung quanh, thì chúng ta sẽ gặp những điều tốt, sẽ được giàu sang như chú bé nghèo tốt bụng. Còn nếu chúng ta hung ác, tham lam như tên địa chủ, thì cuối cùng sẽ bị trừng phạt. Bây giờ cô mời bạn Thành Trung đứng lên đọc cho các bạn nghe bài thơ Thương người như thể thương thân của tác giả Gia Húng Ca. Thấy người hoạn nạn thì thương, thấy người tàn tật lại càng trông nom. Thấy người già yếu ốm mòn, thuốc thang cứu giúp cháo cơm đỡ đần. Trời nào phụ kẻ có nhân, người nào mà có đức muôn phần vinh hoa. Giỏi quá, thử tay khen bạn đi con. Bây giờ cô mời bốn bạn đứng ra đọc bài thơ Cả nhà thương nhau nha. Cô mời bạn Thi Vân, Hiếu, Tina và Đông Nghi. Con bước ra đây đứng nè con. Bước theo thứ tự, Thi Vân trước, Hiếu. Đúng rồi, Hiếu đứng kế Thi Vân. Tina and Đông Nghi. Rồi, Thi Vân đọc trước đi con. Bông hoa của mẹ ơi, chúng chiếm hòa như thế, yêu thương sao mà kể, cho hết những thương yêu. Mặt trời của mẹ ơi sáng ngời là đôi mắt, cho mẹ ngừng năng lượng chẳng cạn kiệt bao giờ. Chim nhỏ của mẹ ơi liếu lo hoài như thế, để niềm vui con trẻ cho mẹ hoài tuổi thơ. Bé yêu của mẹ ơi cứ hồn nhiên như thế, mắt cười và môi hát, cả nhà mình thương nhau. Giơ tay khen bạn nè con, giơ tay khen bạn nè. Giơ tay khen bạn. Rồi các con nghe cô đọc nha. Ba thương con vì con giống mẹ. Rồi bây giờ đọc cho cô nè. Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười. Xa